Double G. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Double G. Hôm nay mình lại trở lại với chuyên mục Reaction, một MV vừa mới ra từ chiều nay thôi. The Chita là MV mới của BTS Suga, hay còn có tên gọi khác là Aegis D. Suga vừa mới ra một cái mixtape mới, và mixtape này thì hoàn toàn miễn phí, cho nên mọi người có thể xem free và download free ở trên link của Big Hit để bên dưới cái MV đấy. À, thực ra thì MV đã ra từ lúc chiều nay, từ lúc 4 giờ chiều rồi, nhưng mà vẫn như cũ, đó là lúc đấy mình đang đi làm và mình không thể nào xem MV được, cho nên là mình đã để dành cho đến tận bây giờ để có thể ngồi đây reaction cùng với mọi người. À, trước khi vào video, nhớ like và subscribe channel Double G, follow một mình ở trên Facebook cũng như là Instagram, mình sẽ để link ở bên dưới cũng như là ở đâu đó trên màn hình nhé. Xin mọi người hãy thông cảm cho cái tiếng gió quạt hơi to, tại vì là trời quá là nóng và mình không thể nào không bật quạt mà quay video được, cũng như là cái kiểu tóc hơi trẻ trâu này của mình, tất cả là do trời nóng đấy, nên mọi người hãy thông cảm hết tất cả những cái thứ đấy, và chúng ta cùng xem video nhé. Ok, cùng xem MV với mình nha. 3, 2, 1, go. Trời ơi, tạo hình hoàng đế ạ. Có cái sẹo luôn. Này nhá, nhìn như Kingdom ấy, nhìn như cái phim Kingdom, không biết mọi người có xem không? Kingdom trên Netflix ấy. Hay Twitter. Hình như là chữ vừa rồi chữ Trung Quốc là đại cái gì gì đấy. Rồi. Ôi trời ơi. Đang cổ trang mà sợ thành hiện đại rồi. Nhưng mà công nhận cái sẹo đây ngầu thế. Chị với Trung Quốc. Thế rồi, từ mình phải bật lên cái subtitle để mình hiểu tiếng Anh. Vừa hiện đại vừa cổ trang là thế nào này? Cái này là có hai Suga. Mình vẫn không hiểu là tại sao lại có một Suga ở bên trên nhìn xuống một Suga ở bên dưới đang đi xe like. What? À, bị bắt rồi. Suga này bị bắt rồi. Không, là Aegis. Được chơi. Uầy. Uầy. Ồ. Suga mới và Suga cũ à? Hay là như nào đó? Hay là Suga King hiện tại là bố chém bỏ mẹ cái thằng ngày xưa đi. Hy vọng là mình nghĩ quá nhiều. Ui, thôi toang. Ui, mình tưởng là anh ấy đã toang nhưng không, anh ấy vẫn đứng dậy ạ. À, hay là vẫn chưa bị chém đúng không, hay là ủa cái gì vậy? Uầy. Thế là Suga cầm súng hiện đại đấu với cả Suga cầm kiếm của ngày xưa bắn bằng. What? Mọi người, tình hình là mình vừa xem xong MV lần đầu tiên, nhưng mà đến bây giờ mình vẫn chưa lý giải được MV, cũng như là cái lời rap nó đi quá nhanh ấy, nên là mình bật cái subtitle lên mình cũng không hiểu cái gì cả. Mình đang bị kiểu hơi bị sốc văn hóa, sốc tinh thần ấy, cho nên mình nghĩ là chúng ta sẽ nên xem lại thêm một lần nữa nhá. Thì cùng mình xem lại thêm một lần nữa. Xem lại MV của mình nhá. Mình đang bị quá đà, quá tải, mình vẫn chưa load được cái gì hết trong này cả. Ok.
Okay, King. Thế chị thở. Vì quả tóc này đẹp trai thật, đẹp trai dã man thề. Thật sự giống giống những cái phim Kingdom ở trong ở trên Netflix mà mình xem ấy, cái kiểu như này. Đấy, xác xác chết các kiểu làm như này này. Thế chị thở. Thật quả này đẹp thật ý, em ơi, kiểu cái sẹo ngẩng đầu lên xong có cái sẹo ngầu ơi ngầu. Kiểu xuyên không phải ngày xưa xong quẩy, quẩy tung trời lên. Gì? Buồn cười. Đây, nó đang rất ngầu, sau đấy nhìn thấy Jin với Châu Cúc thì tự dưng nó lại thành một câu chuyện hài. Cổ trang vua ngày xưa mà đeo quả hoa tai tuyệt đỉnh thế. Không biết là cái gì ở trong cái hộp đấy nhỉ. Wow. Up, 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 up. Thang BD. Thang BD. Keep dancing on on on. Ui. Ui, không kiềm chế được ý. I'm a king, I'm a boss. Vừa đấy hỏi là ai là vua, ai là boss nào. Thì bây giờ khẳng định là chính tao. Thật quả này đẹp thật, quả quả tóc này dài này. Thật sự là mình nghĩ là cái MV này nó cái hình tượng Suga King và Suga tóc đen này, hai người này phải có một cái ý nghĩa gì đấy ẩn đằng sau. Mà có thể là bởi vì là mình không hiểu lời rap cho lắm cho nên là mình vẫn chưa hiểu được hết ấy. Ẩn dụ vẫn trưởng thề. Sắp chết rồi nhưng mà vẫn vẫn quẩy quẩy tung chảo lên, sợ thật. Ui. Chém một phát nhưng ông ấy không chết. Đúng rồi, không thể. Thật mình cực kỳ băn khoăn cái kiểu hình tượng vừa pha lẫn cổ trang pha lẫn hiện đại này là có ý nghĩa gì ấy. Rồi người của cái ông vua kia đưa súng cho Black Sugar bằng hết MV. Đấy, mọi người có tin được không? Mọi người có tin được là nó kết như thế không? Mình đã quay trở lại sau khi mà mình đã đi tìm về sub của bài này cũng như là tìm hiểu xem Dechita có nghĩa là gì. Thì ở đây Dechita người ta nói là một là loại nhạc truyền thống của Hàn Quốc, bao gồm nhạc quân đội được chơi bằng nhạc cụ gõ và bộ gõ thực được biểu diễn trong các lễ diễu hành. Đây ở đây người ta còn giải thích đó là Dechita thì tạm dịch đó là một cú đánh hay, một cú đánh tuyệt vời, một giai điệu chiến thắng. Sau khi mà xem về sub ấy thì mình đã hiểu được phần nào cái ý nghĩa của cái bài hát này. Rap is những cái người mà ngày trước đã từng coi thường anh ý này, rồi là tự hào, nói lên cái niềm tự hào về bản thân của anh ý, cái sự tự tin của anh ý. Trong đấy nó có một cái đoạn đó là như kiểu là started from the bottom, now I'm the king ấy, kiểu ngày trước thì chỉ là một người hầu nhưng mà bây giờ đã trở thành vua, mọi thứ kiểu đều cần phải trải qua cái sự khó khăn thì mới đạt được đến đỉnh cao như vậy á. Còn cái MV thì bản thân mình vẫn chưa hiểu lắm về cái hình tượng đó và có lẽ là mình sẽ phải đi tìm hiểu thêm. Tuy nhiên thì lời bài hát vẫn rất là hay, giống như là cái mixtape đầu tay của anh ý. Cái mixtape đầu tiên có cái MV I Just Be với cả MV Give It To Me. Thì cái bài lần này mình cảm thấy là nó, cái MV nó phức tạp hơn đấy rất là nhiều, nó quá nhiều ngụ ý luôn ý. Nhưng mà thực sự có một điều là MV đang rất ngầu, rất là gọi là quyền lực, cho đến khi Jungkook và Jin xuất hiện thì nó lại biến thành một bộ sitcom kiểu nội chiến gia đình. Nói chung ý,
riêng đã là rap, đã là mixtape thì sẽ kén người nghe, cho nên không phải là ai cũng thích được cái bài rap này đâu. Thế nhưng mà riêng mình thì thấy là từ trước đến giờ những cái bài hát mà Suga sản xuất thì luôn khiến cho mình cảm thấy rất là mãn nguyện bởi vì cái ý nghĩa sâu xa của nó ấy, nên là mình rất thích. Và MV lần này cũng đầu tư hơn những cái lần hai cái MV trước rất là nhiều nên mình càng thích hơn nữa. Đó, và mình sẽ xem đi xem lại MV thêm một vài lần nữa để mà có thể hiểu được rốt cuộc là MV có ý nghĩa gì, bởi vì mình thực sự vẫn chưa hiểu phần hình ảnh lắm. Nhưng mà rất là tuyệt vời khi mà cuối cùng thì sau, mình nhớ là sau tầm 3 năm, đúng rồi, 3 năm 9 tháng rồi thì phải, thì Suga mới ra thêm một cái mixtape nữa, cho nên là mình rất là háo hức. Và mình rất là mong chờ để có thể xem hết, nghe hết cái mixtape lần này. Vừa rồi đó là phần reaction cho MV Dechita của IGHOST. Và mình hy vọng là mọi người đã thích phần reaction của mình. Nếu mà mọi người thích video, nhớ like video, cho qua channel WG và follow bọn mình ở trên SNS. Bọn mình sẽ để ở đâu đó trên màn hình. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.